Thưa quý vị và các bạn, đến hết ngày hôm nay 15 tháng 4, ngày cuối cùng trong thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn Nghệ An. Trên toàn tuyến, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn tất. Kết quả này cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh, các cấp ủy, chính quyền 5 huyện, thành thị có quốc lộ 1A đi qua, các ban ngành đoàn thể trong việc huy động tổng thể các nguồn lực giải pháp tìm được sự đồng thuận cao nhất từ phía người dân để về đích đúng thời hạn quy định. Quốc lộ 1A đoạn đi qua huyện Diễn Châu có chiều dài 28,5 km, khoảng 1.500 hộ chịu ảnh hưởng trực tiếp trong quá trình giải phóng mặt bằng thi công tuyến đường. Trước ngày 1 tháng 4, những nút thắt điểm nóng trong giải phóng mặt bằng tại đây vẫn chưa được tháo gỡ triệt để. Tuy nhiên, sau khi có thông báo kết luận số 147 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vào ngày 3 tháng 4, thì cả hệ thống chính trị của huyện Diễn Châu đã đồng loạt vào cuộc, tập trung công tác tuyên truyền, từng bước đẩy nhanh việc kiểm kê, hỗ trợ, bồi thường cho các hộ nằm trong diện bị ảnh hưởng. Vì vậy, chỉ trong 2 tuần, phần lớn chiều dài tuyến quốc lộ 1A đi qua đã được địa phương bàn giao cho các đơn vị thi công. Và hiện tại, Diễn Châu đang tập trung giải quyết, thống nhất đền bù đối với một số hộ có diện tích bị giải tỏa nằm sâu vào nhà ở tại hai xã Diễn Ngọc và Diễn Kỳ. Thì dân đang đề nghị là đất xác nhận nguồn gốc sử dụng đất trước 80 để được hưởng chính sách đất ở. Thì tuy nhiên thì qua cái quy trình xác nhận nguồn gốc sử dụng đất thì các hộ này, 9 hộ Diễn Ngọc thì ở sau 80 huyện thực hiện theo đúng quy trình. Còn tại thị xã Hoàng Mai, đến hết ngày hôm nay, 14,4 km quốc lộ 1A từ phường Quỳnh Xuân ra Bò Đá thuộc phường Quỳnh Thiện đã được giải phóng mặt bằng. Tuy chưa hoàn tất hết các phần việc theo quy định, nhưng khẳng định của lãnh đạo thị xã là sẽ tập trung cao nhất sự chỉ đạo, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đúng với tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vấn đề đáng quan tâm nhất hiện nay đối với thị xã Hoàng Mai đó là tiến độ thi công của các nhà thầu sau khi đã có mặt bằng. Yêu cầu đặt ra là san ủi mặt bằng đến đâu phải nhanh chóng thi công ngay đến đó, nhằm hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng đến đời sống dân sinh của người dân. Đến bây giờ thì khối lượng bàn giao mặt bằng cho nhà thầu cũng rất là nhiều rồi. Thì chúng tôi đề nghị là để đảm bảo cuộc sống, ổn định cuộc sống cho người dân thì nhà thầu phải đẩy nhanh tiến độ, tập trung lực lượng, phương tiện thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công. Sớm là hoàn trả lại những cái mặt bằng mà đào đất đó để cho người dân sử dụng khỏi ảnh hưởng đến cuộc sống. Và đương nhiên là trong quá trình thi công phải đảm bảo về vấn đề môi trường, về vấn đề an toàn giao thông. Với 73,8 km, dự án nâng cấp quốc lộ 1A phải đi qua 5 huyện thành thị. Do đó có đến 4.642 hộ ảnh hưởng giải phóng mặt bằng, trong đó 216 hộ phải tái định cư đến nơi ở mới. 12 ngày, tính từ ngày Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có thông báo kết luận về hạn định cuối cùng trong giải phóng mặt bằng đến nay. Một khoảng thời gian không dài, nhưng khối lượng công việc cần giải quyết lại rất lớn. Song, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng với việc đồng thuận từ các hộ dân ở hai bên quốc lộ 1A, nên đến hết ngày hôm nay, phần lớn mặt bằng toàn tuyến đã được tỉnh Nghệ An bàn giao cho các đơn vị thi công đúng thời hạn theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải. Phải nói đến giờ phút này, chúng tôi rất cảm thấy sự vào cuộc của cả cái hệ thống chính trị, đặc biệt là toàn bộ tỉnh Nghệ An đã coi trọng cái công tác giải phóng mặt bằng, và người dân cũng như cán bộ công nhân viên của các nhà thầu cũng như là ngành giao thông vận tải rất tất cả vào cuộc đã tương đối hoàn chỉnh. Hiện nay thì công tác giải phóng mặt bằng đã đạt được khả quan và có thể các nhà thầu yên tâm tiến đẩy nhanh tiến độ thi công trong cái thời gian ngắn nhất để bàn giao công trình này cho Bộ Giao thông Vận tải. Theo dự kiến của Bộ Giao thông Vận tải đưa ra, công trình nâng cấp và mở rộng quốc lộ 1A đoạn đi qua tỉnh Nghệ An dài 73,8 km sẽ được hoàn thành, bàn giao và phóng tuyến vào ngày 31 tháng 10 năm nay. Đến nay, Nghệ An đã cơ bản hoàn thành những phần việc thuộc chức trách của địa phương. Vấn đề cốt lõi nhất còn lại hiện nay đó là các đơn vị thi công cần đẩy nhanh tiến độ, làm chủ mặt bằng tại các điểm đã được các địa phương tháo gỡ khó khăn để giải phóng. Tránh hiện tượng đơn vị thi công chỉ tiến hành múc đất để xác định chỉ giới mặt bằng, riêng các công đoạn tiếp theo lại làm theo hình thức cầm chừng, nhỏ giọt, kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống kinh doanh, buôn bán của các hộ dân sinh sống hai bên tuyến quốc lộ 1A.